lời Chúa theo Thánh Matthew chương 19 câu 16 đến câu 22. Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, không ít người trở nên tự phụ, kiêu căng và cảm thấy thành công khi tỏ ra cho thiên hạ thấy mình chiếm hữu được nhiều tài sản vật chất cũng như có địa vị quan trọng trong xã hội. Nhưng đối với những người Kitô hữu đích thực, họ chỉ cảm nghiệm được sự viên mãn và thành công trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi họ thấy mình đã chấp nhận như thế. Bởi vì chỉ khi đó, người Kitô hữu mới được hưởng cách sung mãn những điều vô giá là tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa và gia nghiệp trên trời của chúng ta. Vì thế, với tư cách là một Kitô hữu, khi ta càng mất đi nhiều thứ vì Thiên Chúa, thì ta càng lớn lên trước mặt Thiên Chúa. Và sự sung mãn mà ta cảm nghiệm được không chỉ trong đời sau, nhưng còn ngay ở thế gian này nữa. Bởi vì Thiên Chúa trở nên gia nghiệp duy nhất của ta, và ta trở nên xứng đáng được hưởng gia nghiệp trên thiên quốc. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhìn thấy Chúa trong mọi người và cho mọi người luôn nhìn thấy Chúa nơi chúng con. Amen.